Champions League, PSG thắng đậm Rack, Man City gục ngã trước La PSG thắng đậm Rack 4-1. Trong khi Man City để thua lít 1-2 tại lượt trận hạ màn bảng A ở Champions League 2021-2022, PSG tung ra đội hình toàn sao và tạo ra cách biệt an toàn chỉ sau 7 phút thi đấu trước Rack. Kylian Mbappé tỏa sáng với cú đúp chống vánh, giúp đội chủ sân Park de Princes đánh gục ý chí chiến đấu của đối phương. Tiền đạo người Pháp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai. Với pha đá bồi sau khi thủ môn Simon Manolet cản phá cú ra chân của Nuno Mendes, tới phút thứ bảy, Kylian Mbappe thoát xuống đón cú bóng bóng của Di Maria rồi sút tung lưới Brad, nhận đôi cách biệt. Trong ngày thi đấu dễ dàng của PSG, Lionel Messi cũng không chịu thua kém Kylian Mbappe. Siêu sao người Argentina tung cú cứ lòng thanh bằng điều nghệ ở phút 38 và thực hiện chuẩn xác quả phạt đền ở phút 76. Phía bên kia chiến tuyến, Brad chỉ gỡ gạt chút ít thể diện ở phút 68 khi Noa Lan kiến tạo cho Mastriski bằng danh dự. Chung cuộc PSC giành chiến thắng đậm đà 4-1 nhưng vẫn phải chấp nhận đứng nhì bảng A. Nếu như PSC thi đấu bùng nổ và thắng đậm rác trên sân nhà, thì Man City lại chịu thất bại 1-2 trong chuyến làm khách của Leipzig. Tuy nhiên, trận thua này không khiến thầy trò Pep mất ngôi đầu bảng. Dominic Soboslai thoát xuống vượt qua thủ môn Jesse Phân rồi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Leipzig ở phút 24. Andre Silva dứt điểm lạnh lùng sau pha kiến tạo của Emil Forbes, nhân đôi cách biệt ở phút 71. Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ cú đánh đầu cận thành của Riyad Mahrez ở phút 76. Dẫu vậy, bàn thắng của đội khách nhanh chóng bị lu mờ trước việc Kyler Walker nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha bỏ bóng đánh người với Andre và ở phút 82. Chiến thắng 2-1 trước Man City giúp Leipzig có vị trí thứ ba tại bảng A và sẽ xuống chơi tại Europa League. Trong khi đó, Brad là đội đứng cuối bảng và chính thức nói lời chia tay đấu trường châu Âu.